Rồi clip này mình làm clip rồi, những cái giá mà các bạn thắc mắc, mà giá mà Raider mà bô xăng lửa này nọ các bạn. Đó. Đây, Raider FE. Sachi FE. Bô xăng lửa. Rồi, thì có nhiều giá các bạn. Có nhiều loại giá lắm. Đó, thì nhiều bạn thắc mắc giá cả để làm những cái bô xăng lửa Sachi này. Thì cái lò nó cũng thống chung nhất một giá hết bạn. Nó cũng chênh lệch nhau chút xíu, nhưng mà đa số thì thống chung một giá chung hết bạn. Đó, nhưng mà mình phải nên dọ giá. Thì mình cũng dọ giá hết rồi, thì mình sẽ nêu một số giá cho bạn tự nghiên cứu. Giá là một chuyện, và đồ đạt nó đi theo tùy đồ nữa các bạn. Đồ như hàng hiệu hay hàng chất lượng, hàng chung, hàng tốt, hàng này hàng nọ. Nhưng mà các bạn phải nghiên cứu kỹ những cái món đồ cần đi và giá như thế nào các bạn. Thì bây giờ một số giá thì mình nghiên cứu. Nhiều bạn hỏi giá là bô xăng lửa thì mấy lò như thế nào. Thì bô xăng lửa mà loại đồ nói chung cũng xài được luôn á nha. Xài được, nó không phải gọi là hàng lõm là lên, phải chạy đua bơ cũng được nha. Là đi phượt bình thường không bị giật hụp hay là không bị chết này nọ. Những cái gói đồ có bảo hành hết luôn á, là trung bình cũng là bèo lắm, là bây giờ bèo lắm là 5-6 triệu nữa các bạn, cỡ 5-6 triệu. Thì những cái món đồ 5-6 triệu thường mấy cái lò nó bao như thế nào, thì tất cả lò chung hình cũng dọ hết cho các bạn rồi. Thì có thể là 5-6 triệu mà Raider bô xăng lửa, xe chiêu bô xăng lửa là cái gói là chắc là tối thiểu nhất rồi, mình nghĩ là như vậy đó. Thì những lò nó bao thường thường có thể là hỏng giám ốc. Đầu tiên là hỏng giám ốc. Hỏng giám ốc là như thế này. Đây. Là hỏng giám ốc là như thế nào? Hỏng giám ốc là cái hỏng gió zin trên xe bạn, là người ta tận dụng lợi, người ta móc. Người ta móc lên luôn. Tận dụng lợi người ta móc lên để nó xài lợi. Người ta xài lợi. Nghe các bạn. Kích đi. Rồi. Móc lên à. Đây. Móc lên là size 34. Móc nữa mỏng cũng không có được. Đó. Móc lên 34. Rồi. Thì đó. Người ta tận dụng, người ta móc lên. Nghe các bạn, là đầu tiên là hỏng gió. Thì lọc gió thì đi loại, thì lọc gió nhiều khi cũng cái chức năng không có quan trọng nhiều. Nghe các bạn. Thì người ta đi loại Canon 11 là Canon nhái á, là loại này nè, cũng chạy được mà. Đó, ok. Lọc gió và kim phun thì bên mình là can, bên chỗ khác mình bao không biết bao kim gì, nhưng mà bên mình là bao kim GSX. Kim GSX nè. Kim này chuẩn các bạn. Nó không có bị nhảy kim phun này nọ. Kim GSX này quá nổi tiếng rồi, các bạn có thể, các bạn nào không biết chơi có thể lên Google á, mình gõ kim GSX, GSX cho Sachi bô xăng lửa này đó, sẽ ra những cái thông tin nó cần thiết cho bạn tìm hiểu. Nhớ lựa chọn kim này là hàng đầu các bạn. Còn ở su á thì nên chọn nhớ su lập trình với lên Jetleo, ATE, Aracer nữa. Mấy mốt mình có một cái clip mà những cái su mà đáng chơi các bạn, và né những cái ô su mà không đáng chờ. Thì ô su lập trình là lên tinh chỉnh nó sâu hơn, như nó hợp ở dòng tua nào bạn chỉnh ngay dòng tua đó nó hết hợp. Như 10.000 hợp chỉnh ngay 10.000 hết hợp, 2.000 hợp chỉnh ngay 2.000 hết hợp, đó gọi là lập trình là mình tự tác động vô được luôn. Ok. Đó, đó là lửa xăng rồi đó, có đó, mua pin này nọ đó. Còn cái gói nếu mà nâng 6 triệu mấy, có thể là bạn không đi hỏng gió móc. Hỏng gió móc á, bạn tận dụng lên là tầm đổi hỏng gió zin bạn qua, hoặc là móc lên là mấy trăm ngàn, 600-700 gì á, trung bình là lò 600-700 các bạn. Móc lên á, loại hỏng zin của mình á, tận dụng lợi, sử dụng TPS là rất là chính xác nha. Hồi xưa mà Sachi mà bô xăng lửa mà chưa có hỏng gió mà độ như vậy á, thì người ta sử dụng hỏng gió móc cũng chuẩn lắm bạn, yên tâm. Mấy hỏng gió móc hàng cũng chuẩn lắm. Đó, đó đó là mình tận dụng lại xài là lên cái mấy trăm ngàn à. 600-700 á, trung bình là như vậy. Còn còn mà bạn có điều kiện hiểu xíu thì bạn cứ lên hỏng gió đồ chơi, hỏng gió 36 hay này gì đó,
đó họng gió nó sẽ đẹp hơn, các bạn thấy không? Đó, ok, bự hơn nữa. Đó, cổ co đầy đủ. Đó, là xài là cũng ok rồi. Đó là cũng phải gói nó nằm lề ngoài 6 triệu mấy. Đó. Thì đó mình bỏ giá trung bình bạn những cái món đồ người ta đi. Bô á, bô mà trong gói 5-6 triệu á họ, người ta không có bao bạn bô tăng đâu, bảo đảm luôn, không có bô tăng gì đâu. Người ta bao cho bạn cái bô thường là bô dính bạn á, người ta sẽ đi mở cổ rút to ông ra. Thì đó, mở cổ rút ông ra là nó chạy nó cũng ok rồi. Nhưng mà bạn biết á, cái bô là quyết định cái hậu nha. Nha. Thì có thể là bô dính mở cổ rút đông là cái hậu nó sẽ không bằng những cái bô mà như thế này. Nha các bạn. Đó. Thường rider sẽ chia bô sân lửa là người ta đi những cái bô mà bô tăng không các bạn. Còn mấy bộ jean á thì để dành đi về quê hay đi phượt hay nọ, sợ công an gì đó đi chạy một vòng. Nhưng mà lên cái bài bô sân lửa, tất cả lượng sân lửa mà bô gì cũng không cần biết. Gia tốc, đề ba, gia tốc là cái đề ba các bạn, dặn là có, dặn là có, bô nào cũng được á. Đó. Như vậy cái bô sắt nó chỉ là thẩm mỹ các bạn, thẩm mỹ là cái lực đuôi sau thôi các bạn. Đó, đề ba thì cái bô nào vẫn mạnh như cái bô nào các bạn. Ok. Đó. Giờ gói bô sân lửa thì nếu mà có gói là nãy em nói 5-6 triệu hoặc là 6 triệu mấy là làm họng gió móc hay là họng lên họng gió chút xíu hoặc là cái bô mở cổ đúng không? Đó, lọc gió thì 1-1 lọc gió Canon 1-1 và một điều đó mua pin sườn nữa, những cái mua pin sườn nữa các bạn. Mua pin sườn FI đó, đó. Này đang đi mua pin gì ta? Uma nè. Mua pin Uma cũng ok lắm á. Đó, nãy mình chưa lấy xuống. Mua pin Uma. Đó là full lửa, full xăng, bô đồ, bô là chỉ nếu mà gói 5-6 triệu chỉ có bô mà mở cổ rút tông thôi. Đó. Thì bây giờ mình nói cái đó là gói giá đồ tốt nhưng mà vẫn xài được, tầm trung, tận dụng là không gió zin, xài ok, kim GSX luôn, Osu lập trình này nọ các bạn. Đó. Osu lập trình mấy loại rất leo AT hay gì đó nó loại nó tầm 2 triệu đến 2 triệu rưỡi thôi nha các bạn. Đó. Làm đầy đủ luôn. Đó, do nhu cầu mà mấy bạn mà muốn đi mà đồ VIP đồ tốt hơn nữa. Như cái chiếc này nè. Bạn thấy không? Chiếc này thì cũng mua pin Uma đồ nè. Lọc gió Canon xịn nè. Đó, thấy không? Có lưới chùm rồi. Đây, lưới chùm áo mưa nè. Lưới chùm áo mưa nè. Canon xịn các bạn. Thì bạn biết á, mình cũng tư vấn giá cho bạn luôn. Canon xịn á thì cái lọc gió nó tầm 900 mấy các bạn. Đó. Lọc gió tầm 900 mấy, so với cái này chừng 200 mấy à. Còn nó tới mắc nó gấp 3, 4, 5 lần luôn. Đó, lọc gió. Thì các bạn nào mà thích hàng hiệu đó, lọc gió Canon đó, cái hiệu nghe cổ dáng không, chữ Canon đó không à, đây đó, nó có tem nó là biết nó đi lọc gió xịn rồi. Những xe mà dán tem nó là biết nó đi đồ xịn đó bạn. Đó, tại vì trong cái hộp mà Canon nó có mấy cái tem đó. Rồi đó, Osu thì đi Osu lập trình. Osu lập trình này á những cũng thuộc hàng tốt rồi đó, thì bạn muốn cái nào cũng được á, miễn sao tùy theo thợ canh nữa các bạn. Đó, không phải bạn cứ đi mà cục nào mất tiền là nó canh ra ngon, không có, do thợ canh nữa. Còn cái những cái như là họng gió, là họng gió Sunwer, TA hay là ICS đó, tùy theo cái nhu cầu bạn chọn, nó cũng nằm ở giá 1 triệu mấy không à. Trung bình là cỡ 1 triệu tư, 1 triệu 5, 1 triệu 6 đó, mấy họng gió mà đồ chơi như thế này các bạn. Rồi, kim ghế thì vẫn giữ theo phong cách là kim ghế. Cái gói mắc tiền hay rẻ tiền bạn cứ đi kim ghế đi cho mình. Đó, nó 450 mà lại tốt nữa. Ok. Còn không giống móp rồi, mình không có tiền mình về để con bơm đi, mình có tiền mình đi không gió đồ chơi luôn. Đó. Còn mắc nhất á là cây bô. Hồi nãy mình quên nói là cái giá mà cái đồ mà tốt á, như cái anh em mà lập trình là bô tăng lon leo rồi đó, họng gió đồ chơi hay là lọc gió Canon Osu lập trình này nọ đó, Aricer hay gì đó là có thể lên tới là 10 tới 12 triệu các bạn. Nó là mắc gấp đôi như vậy. Thì đó, tại sao mà gấp đôi bạn biết không? Cái bô mà ví dụ mà cái bô tăng đi. Cái bô bạn đoán khúc này nhiều nè.
bộ tăng cổ titanium nè, thấy không? Cổ đúng titanium á, thì cổ này thị trường là cỡ 1,8 triệu. Lon leo nè, leo bên si nè, lon zin nha các bạn, lon zin nha, lon này cỡ 2,8 triệu thị trường á, đó là cộng là cỡ nếu mà nội cái bô tăng không á là nó lên tới là 1,8 triệu, 2,8 triệu là 4,6 triệu rồi, phải không? 4,6 triệu các bạn, đó cộng sơ sơ cái này không nữa nè, đó là cỡ 6 triệu mấy, 7 triệu này nọ đó, đó là cũng tầm 10 đến 12 triệu mắc là mắc cái bô. Nếu như bạn thấy cái bô này, cái cổ này mắc quá thì chúng ta có thể đi những cái cổ rẻ hơn, như là cổ red leo rẻ mà lại đẹp nữa, ok đó. Giờ chưa để những cái tiêu tiện nữa, 100 mấy nữa bạn, đó cái tiêu nè, đó bạn nên nhớ đó. Đó là mình tư vấn cho bạn là cái giá mà trung bình là 5 tới 6 triệu, hoặc là 6,5 triệu ngoài, 6,5 triệu xíu thôi là có là được những cái vàng hồng gió đồ trơn nè, rồi ơ su lập trình nè, kim gệt ít nè, lọc gió phay 11 nè, đó bô mở tông, mở cổ rút tông. Còn nếu mà đi những cái bô vip mà lọc gió canen ơ su ariser hay là những cái ơ su như khác đó, rồi C5 này đó, có thể lên tới là 12 triệu 13 triệu gì đó, là tùy đồ nữa các bạn. Thì trung bình là bạn 10 triệu là bạn chơi cũng đồ tốt hết rồi. Bô tăng này ở hết luôn 10 triệu các bạn. Đó thì nói đó 10, 12 triệu, có thể nhiều bạn thì sinh viên thì hơi ngán chút xíu, thì mình tư vấn nên đi chơi những gói mà cỡ 5, 6 triệu hoặc là 6,5 triệu là được rồi đó. Rồi ok, còn ví dụ mà bạn muốn đi bô tăng luôn, bô tăng bạn thích đi cái form bô tăng mà những cái gói rẻ trung bình, thì cái form bô tăng mà cổ rất leo, lon rất leo á nha, giống y chang vậy luôn nè, thì nó tầm không ai cái này leo bên xin xịn nha, còn mình nói rất leo, cổ rất leo á thì nó rẻ hơn, là nó cái bô nguyên dạng bô nó tầm 2,5 triệu à, đó là cỡ gói đó cỡ 7,5 triệu á, có 7,5 triệu là được. Có bộ tăng giống na ná vậy đi, mình đi lọc gió thì lọc gió mình không quan trọng, thì mình đi lọc gió mà phay là được rồi, nó không có chức năng gì nhiều đâu. Còn mua pin thì có thể nếu bạn chơi không chơi cũng được đó. Quan trọng những cái gói mà bộ xăng lửa mình là quan trọng là ơ su đó bạn, ơ su thì bạn nên lựa chọn những thương hiệu nào người ta hay chơi nhiều thì nên chơi, tại vì ơ su còn không phải là mắc, không phải là thương hiệu là nó mạnh, mà là do người canh nữa bạn đó, với lại do chế độ bảo hành của người ta như thế nào nữa đó. Rồi cái đó là bô xăng lửa nãy mình làm vàng ngoài, thì các bạn có thể kết hợp như là bên cái tiệm đó bạn có muốn yêu cầu làm thêm nồi không, bố nồi vô lò xo nồi gì đó, người ta sẽ cộng thêm vài trăm ngàn vậy làm nồi đó, đó vài trăm ngàn làm nồi, vài trăm ngàn à, không có nào mà làm nồi mà cũng quốc tới 1,2 triệu là cái nồi, mấy cái nồi đó dạng như nếu mà nồi di nắp lên nha, không nó nụ ma nha, nồi thường úp bố là so chừng mấy trăm ngàn à, là ok rồi đó. Bố y xét bố leo hay gì đó tùy các bạn lựa chọn. Rồi đó, hay là những cái xe mà nếu mà xe chia mà rớt nắp cam xăng nồi thì cái giá lại cao, rất là cao nữa, rớt nắp nè, xe này chuẩn bị rớt nắp móc hút xả nè, lên cam nha các bạn, lên cam, cái cam xe chia rất là mắc nha các bạn đó, thì cái gói nó lại càng mắc hơn mấy triệu nữa. Nhiều gói, nhiều chỗ là có thể là bô xăng lửa có thể làm xe chia này nọ là 16, 18 triệu, mười mấy triệu đủ thứ á, nhiều giá lắm bạn. Nên để ý những cái đồ mà cần thiết khi chơi, thì cái clip này mình làm là để hướng dẫn bạn sơ sơ về cái giá mà từ cái sinh viên cho đến các bạn có chút đỉnh tiền để chơi xe là trung bình là 5-6 triệu, 6,5 triệu, và có tiền chút là tới 10 triệu đến 12 triệu là đủ chơi một chiếc xe mà có lon leo vinci, cổ titanium, kim gậy ít,
hộng gió, hộng gió đồ chơi, bô lọc gió K&N rồi su lập trình rồi đó, đầy đủ các bạn nha. Đó làm nồi rồi đó, đó đủ cụ thể. Còn mà đụng nó thả cam là nó chuyển qua bài cam xăng nồi nha các bạn, rồi nó khác. Để mốt mai mốt mình nói gì review mình cái clip về cam xăng nồi riêng cho các bạn. Thì đó, rồi đây là clip mà cơ bản dành cho các bạn mà mới biết chơi xe mà đi lò mà sợ sợ bị thuốc giá thì mình tư vấn như vậy đó. Thì xa chia mà chỗ nào làm rẻ quá, làm trung bình là 5-6 triệu rồi, đúng rồi, là có bô móc mở cổng rút tôm luôn á. Còn nếu muốn đi bô tăng á, mà đẹp đẹp giống vậy mà không có tiền mà đi bô leo á, thì đi bô red leo hay là cổ red leo hoặc là STB gì á, tùy các bạn. Các bạn có thể lên dò giá. Rồi,